Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 9 của câu chuyện Sóng gió nhà tránh tổng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn khi mà cô gái tên Mận mang tin vui và có rất nhiều chuyện sóng gió đến với Mận và cậu Năm và thật là vui bởi vì ở trong quá trình sóng gió xảy đến thì chúng ta mới biết được rằng là tình cảm của cậu Năm dành cho Mận là vô cùng chân thành và quý giá. Và liệu rằng tình cảm này có bị lung lay hay không bởi vì ngày hôm nay có một người ở đã luôn tiếp cận với cậu Năm và tìm cách hãm hại cậu. Người đó là ai thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Cậu Năm nói xong Rồi cậu từ từ lôi từ trong túi áo ra Một gói giấy nhỏ Và chia ra cho tất cả mọi người cùng xem Nãy con để cả nhà phải đợi con lâu Là bởi vì con còn phải đem số thức ăn thừa lên trên huyện Nhờ thầy lang khám nghiệm Thầy và mọi người biết Trong món cơm canh này có cái gì không ạ à? Là thuốc ngủ thưa thầy Còn hậu Nó cho một lượng lớn bột cây lạc tiên Lá vông nem Và hạt muồng trâu phơi khô tán nhỏ chính vì vậy con ăn vào mới ngủ say như chết không biết trời trăng mây gió gì và đây chính là cơ hội để cho nó tác oai tác quái đi ạ à? <laughs> thì ra là như vậy lần này thì con hậu hết đường chối cãi trước những bằng chứng buộc tội xác thực của cậu năm mặt của nó bắt đầu trắng nhợt môi nó bắt đầu run rẩy nó biết một khi cậu năm đã điều tra thì nó có chạy đằng trời không thể nào cãi chảy cãi cối được nữa mặt nó tiếp tục lưng chồng và khóc tu tu. mấy con hậu đứng đó hí ha hí hửng nghĩ rằng quà này kiểu gì, con hậu cũng bị đuổi ra khỏi phủ. trong khi ông tránh còn đang đam chiêu nghĩ ngợi thì bà ba lại đứng lên tức giận. mày to gan quá hậu ạ, à? nhà này không thể nào chứa chấp một đứa mưu mô thủ đoạn như mày. tốt nhất là mày nên cuốn xéo khỏi đây, đừng để bà phải đuổi mày. bà ơi, con biết con sai rồi. Đây là lần đầu tiên con mắc sai lầm Con cắn rơm cắn cỏ Con lạy ông con lạy bà Cho con ở lại Con thể không có lần sau đâu ạ. À. Nếu con nói dài Trời đánh chết con à Lúc này nó càng ngày càng khóc tợn hơn bò đến chân của ông tránh Một lần nữa van xin Ông ơi ông Ông để tình bạn bè thân thiết với thầy con Mà tha cho con lần này Con không dám nữa đâu ông à Là con chót dài Đến cả con Lan kia kìa Hết lần này đến lần khác Nó hại mợ năm Mà còn được bà tha cơ mà Con mong ông Con mong bà Mở lượng hài hà Coi như làm phúc cho con cho cháu Tha tội cho con Nếu bây giờ ông đuổi con đi Thì con biết đi đâu về đâu ạ à? Lời nói của con hậu Quả là đã đánh vào đúng Chỗ yếu nhất trong lòng của ông tránh Nhưng mà con hậu đã gây ra tội tẩy đình như thế này Ông mà tha cho nó ông lại cảm thấy mình ngại với con trai còn dâu và cả ba bà vợ của mình nữa nhưng mà bây giờ ông đuổi nó ra đường chẳng hóa ra ông là người cạn tàu giáo máng sao gật đôi mắt khó xử nhìn về phía cậu năm ông buông lời năm tâm này chuyện này con tính sao đây thầy cũng bất bình lắm đúng ra thì không thể nào tha thứ được cho nó nhưng mà quả như lời con hậu vừa nói đấy chỗ thầy với ông chi là bạn tâm sao Trước đây thầy hứa Nếu ông ấy có mệnh hệ gì Thầy sẽ đứng ra lo liệu cho vợ con ông ấy Ai, Nhưng bây giờ Vợ ông ấy cũng mất rồi Chỉ còn có con hậu Thôi thì thế này Nó mới sai phạm lần đầu thôi Thầy mong con tha cho nó có được không Cái gì có thể tha được Nhưng tội này thì không thưa thầy Con nói rồi Bất cứ kẻ nào động đến hạnh phúc của con Thì kẻ đó chính là kẻ chán sống Con hậu là con hầu thân cận nó biết vợ con đang mang thai, thế mà nó còn cố tình mồi chài chủ nó, thì nó không bằng một con chó đâu ạ. À. Trong ngày hôm nay, mày phải rời khỏi đây, không có lôi thôi. Ông tránh lúc này mới đưa mắt dành cho con hậu một cái nhìn, thực sự không biết phải nói thế nào. Rồi ông lại đánh mắt nhìn sang con dâu. Con hậu lúc này mới ngầm hiểu ý, nó liền đi đến ôm lấy chân của mận. Mợ năm, em có lỗi với mợ. Là em hổ đồ, em xin lỗi mợ, ngàn lần xin lỗi, cả đời này em nguyện làm thân châu ngựa cho mợ. Chỉ mong mợ nói với cậu một tiếng, đừng đuổi em đi. Con này nói xong, nó tự đưa tay lên và bôm bốp vào mặt của mình, ra vẻ xám hối lắm. Mận bất ngờ lên tiếng. Đứng dậy đi. Con hậu tưởng được tha, liền lập tức nín khóc. Nó đưa tay lên quệt nước mắt chân chối nhìn mận, bất ngờ mợ năm giơ tay và thẳng vào mỗi bên má của nó mấy cái tát như trời giáng mợ vừa và, mợ vừa mắng cái tát này tao đánh mày bởi vì tội dám quyến rũ cậu năm còn cái này tao đánh mày bởi vì mày đã làm mất lòng tin của tao dành cho mày cái này tao thay mặt thầy u dậy dỗ mày và cái cuối cùng này tao đánh mày để cho mày nhớ mà sám hối từ bây giờ trở đi đừng bao giờ mồi chài quyến rũ người khác mà nghiệp quật có ngày nghe chưa còn hậu nó đau lắm, nó hận lắm. Nó không ngờ mợ năm lại tát mạnh như vậy. Hai bên má của nó đau rát, hẳn rõ mười đầu ngón tay. Nhưng mặc dù đau, song nó vẫn phải nín nhịn. Bởi vì nó biết chỉ cần mình phản kháng hay có bất cứ biểu hiện gì chống đối thì mọi cố gắng nãy giờ coi như đi tông. Mợ năm lại tiếp tục. Tao chỉ đánh thế thôi. Bởi vì đánh mày nhiều. Chỉ đổ bẩn tay tao như vậy là đã rõ con hậu không bị đuổi đi bà ba căm cú bấu víu lấy tay ông tránh mình nói gì đi chứ mình vẫn quyết định giữ con hậu ở lại đây sao với một đứa tâm địa nham hiểm như nó thì khó mà bỏ được cái tính xấu hại người theo em nếu mình còn lăn tăn thì cứ cho nó ít tiền coi như là bố thí rồi tống cổ nó đi để nó lại đây em em thực sự ông tránh đau đầu lắm rồi đứng giữa một bên là vợ con một bên là tình cảm với một người bạn nối khố ông không thể nào làm ngơ được cậu năm vẫn im lặng không nói gì nhưng chính cái sự im lặng của cậu năm mới khiến cho kẻ kia không rét mà run ông tránh thấy như vậy thì chớp lấy thời cơ và quyết định luôn tôi nghĩ thế này thôi thì cho nó một cơ hội sửa sai mình không đuổi nó đi nữa nhưng mà tôi Tôi sẽ cho người giám sát con hậu chặt chẽ Không để nó có cơ hội Đến gần làm hại vợ chồng thằng năm Vì vậy từ nay con hậu Sẽ làm việc bên ngoài Tuyệt đối không được bén mảng đến gian nhà Dành cho các cô các cậu Cũng không được vào trong bếp Công việc của mày là do ông thực Quản gia phân phó Còn con toan đâu Mày thay con hậu Chăm sóc và phục vụ cho vợ chồng cậu năm Mày nghe rõ chưa Ông tránh vừa nói xong thì cậu năm liền lên tiếng. Hừm. Nếu chỉ như vậy mà tha cho nó thì quá nhẹ nhàng, để răn đe và làm gương cho những kẻ khác. Con Hậu phải bị đánh 30 roi và nhốt vào trong nhà kho một tháng, hàng ngày chỉ được ăn cháo cám chứ không được ăn thêm gì. Như vậy là đang còn nhẹ, là tao đang còn lưu tình với mày. Dạ thưa cha, cha thấy con xử như vậy có được không ạ? À? Ừ, thôi được rồi, tùy con quyết định. Nói rồi để không phải chứng kiến cảnh con hậu bị đánh, ông tránh liền bò đi một mạch, cậu năm rõng dạc hô to. Thằng Sửu đâu? Nọc cổ con hậu, mang ra ngoài kia đánh 30 roi cho cậu, sau đó tống nó vào nhà kho. Mấy thằng chúng mày nhớ cắt cử nhau, canh gác cho cẩn thận, để nó sống ra thì chết với cậu. Còn bây giờ thì đánh đi. Thằng Sửu tuân lệnh cậu năm, quát con hậu nằm xuống, rồi cứ như vậy mà vung roi. Tiếng giòi vùn vút vang lên, kèm theo tiếng kêu thấu trời của con mận, nhưng mà ai cũng mặc kệ, chả hơi đâu mà động lòng với nó. Cậu Nam liền quay gót, bế thốc mở về phòng, trước ánh mắt ngưỡng mộ, suýt xoa của tất cả mọi người. Ôi giời ơi, cậu Nam đúng là nhất quả đất chúng mày nhờ, chồng như vậy mới là chồng chứ. Mợ Nam ngại ngùng đầy cậu ra, nhưng sức mợ làm sao mà thoát nổi, đôi tay cứng như gòng kiệm của cậu, Mặc cho mỡ dãy rụa đòi xuống Cậu cứ mạnh mẽ mà bước đi Nằm im đi mợ mà còn cửa quậy Tôi quẳng xuống là tan xương bây giờ Cậu bỏ em xuống Cậu làm thế này người ta cười chết Cười cái con khỉ Vợ tôi thì tôi bế Đứa nào cười tôi bẻ răng Đúng là đến chịu với cậu Phải đến khi về đến phòng Cậu mới từ từ đặt mợ mận xuống giường Rồi nói với cô Tôi để cho mợ phải chịu ủy khuất đừng lo bởi vì tôi lúc nào cũng luôn bên cạnh mở. một con hậu chứ mười con hậu tôi cũng chấp hết từ giờ bố bảo nó cũng không dám làm gì hại đến mở. tôi cho người giám sát con này liên tục nên mở hoàn toàn yên tâm khi không có tôi trong nhà nhé con toan ấy là một đứa tính toán và cẩn thận cho nó lên hầu mợ tôi cũng có phần yên tâm mợ nằm biết cậu có cái khó của mình chỉ qua là việc này, mợ lại càng phải cẩn thận hơn. Mợ không còn tin bất cứ bà cháu đứa nào nữa. Chồng mợ thì mợ phải giữ, bây giờ cậu mợ lại có thêm con. Nên mợ phải quyết dùng cả tính mạng này để bảo vệ giọt máu của cậu. Cho dù là mợ biết có nhiều khó khăn đang đến với mợ. Mãi mê xử lý việc con hậu mà ông tránh quên luôn việc của con Lan. Vì vậy mà nó nghiễm nhiên không bị đuổi đi và vẫn được ở lại hầu hạ bà cả. Tuy vậy mỗi khi nghĩ đến chuyện vừa rồi, nó lại hận đến thấu tâm can. Nó cầm hận bà cả lắm, bởi vì bà mà nó bị đánh đến bầm da tím thịt, còn bị nhốt trong nhà kho cả tháng trời, nỗi nhục này nó nuốt không trôi. Còn làn nó ghim trong lòng rồi, và tin chắc sẽ có ngày nó phải trả được mối hận này. Trong bóng đêm tĩnh mịch, người đàn ông lại ra sức cưỡng bức một người đàn bà nọ, bên một căn nhà hoang. Hắn cứ giày vò thân xác cô với một niềm tin mãnh liệt rằng người này sẽ sinh cho hắn, nhất định phải là một đứa con trai. Đời này kiếp này hắn không thể nào mất sống và mất nòi được. Còn vợ của hắn không biết đẻ, chỉ sinh cho hắn toàn là con gái. Đã vậy, hắn phải đi phối giống chỗ khác, kiểu gì cũng phải kiếm được một thằng trống gậy thư thuốc mà hắn cho cô uống để tăng cường khả năng thụ thai và hắn chắc chắn lần này cô sẽ dính. Còn cô gái này cứ nằm im như khúc gỗ, mặc cho hắn giày xéo thân mình. Trước đây cô còn gào khóc van xin, nhưng càng như vậy hắn lại càng không buông tha cô, mà còn tiếp tục trà đạp cô mạnh mẽ hơn. Sau này cô rút kinh nghiệm, không thèm khóc nữa. Cô cứ như vậy lặng câm và nhắm tịt mắt lại để không phải nhìn thấy bộ mặt đều cáng của con quỷ này. Lòng căm thù càng dâng lên ngút ngàn khi cô nhận ra hắn là ai. Cô sợ lắm. Sợ mỗi khi màn đêm buông xuống, sợ phải nhìn thấy thân hình to lớn của hắn xuất hiện. Và điều lo lắng nhất của cô chính là sợ mình mang thai. Cô biết người đàn ông này rất giỏi về y thuật. Còn cô lại là người mù tịt mấy chuyện đó. Biết thư thuốc mà hắn bắt cô uống hàng ngày có tác dụng gì nhưng cô lại không thể nào phản kháng cũng không thể nào nhổ bỏ nó đi. Cô chỉ biết cầu trời khấn Phật dù lòng thương cô mà phải người đến cứu cô. Nhưng cô càng hy vọng thì lại càng thất vọng bởi hơn một năm rồi hắn nhốt cô ở đây chẳng thấy một ai lai vãng hay bén màng đến ngôi nhà hoang này. Chẳng nhẽ Cô phải chết khô héo ở đây sao? Thực sự là ông trời không thương xót cô sao? Cầu trời cho cô đừng có thai. Đột nhiên cô mở bừng con mắt. Giờ phút này cô lại mong cho mình được như mợ cả may. Giá được ước ao. Cô sẽ ước ngay cho mình vô sinh tịt đẻ giống như mợ ấy. Tiếng người đàn ông kia vẫn vang đều đều bên tai. Em rất đẹp đẹp và trẻ gấp mấy lần con mụ vợ ta. Chỉ cần em ngoan ngoãn, sinh cho ta đứa con trai, thì em muốn cái gì em được đấy. Ta hứa sau này, sẽ cho em một danh phận, tiền bạc ta không thiếu, số tiền ta có đủ nuôi em cả đời sung sướng. Thế nên, em nghe lời ta đi, cố gắng ở đây một thời gian nữa, khi nào em có chữa, ta hứa, ta đưa em đi nơi khác, mua nhà đẹp cho em, ngoan nào. Tôi không cần, tôi không cần những thứ đó tôi cũng không thể nào sinh con được cho ông đâu ông đừng có đùa giỡn tôi tôi chỉ xin ông buông tha cho tôi ông có biết làm như thế này nếu mọi người phát hiện ra thì ông ngồi tù hay không bà ấy không bao giờ tha thứ cho ông tôi không có lỗi ông không thiếu gì tiền chỉ cần ông bỏ tiền ra thì lo gì mà không có người sinh con cho ông chứ tôi biết nhưng mà nói thật nhé tôi rất thích em Tôi muốn em đẻ con cho tôi Chứ tôi không thích người khác Hiểu chứ Thôi được rồi Đàn bà nói lắm Ngủ đi Sau đó đợi cho cô ngủ say Hắn mới mò dậy chói cô lại Và nhét rẻ vào trong miệng cô như cũ Cẩn thận khóa chặt cửa bằng cây khóa hoen gì Kéo lại đám che gai Rào trước cổng để ngụy trang Rồi mới vội vã rời đi bằng con đường bí mật Màn đêm vẫn yên lặng như tờ, tất cả như đồng lõa với việc làm tội lỗi của hắn. Không biết đến khi nào người ta mới phát hiện ra rằng trong ngôi nhà hoang kia vẫn có một người sinh sống. Nói đúng hơn, ở đó có một cô gái lương thiện đáng thương đang bị giam giữ tại nơi này. Cùng thời điểm đó, trong phòng riêng của cậu mợ, màn đêm yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng ếch nhái kêu ảo uông, chợt có một tiếng hét vang lên. Không, không không thể nào buông tôi ra kìa mợ mợ kêu cái gì thế mở mắt ra đi tôi ở đây mận à mận mợ nằm mở choàng mắt mồ hôi vã ra như tắm nắm chặt lấy tay của cậu hốt hoảng thì ra đó chỉ là một giấc mơ nhưng tại sao nó lại chân thật đến vậy trong mơ mận thấy có kẻ túm chặt lấy mình và lôi mợ xuống một căn hầm sâu dưới lòng đất trong ấy tối tăm và hoàn toàn không có người một điều vô cùng quan trọng là kẻ đó có dáng người rất quen. Chỉ có điều hắn bịt kín mặt nên mợ không biết là ai. Mợ sợ hãi vô cùng. Cậu, cậu ơi, em vừa gặp ác mộng, em sợ lắm. Mợ mơ thấy cái gì? Mợ nói cho tôi nghe. Em, em thấy, em bị một kẻ, một kẻ bịt mặt, lôi em xuống một căn hầm sâu dưới lòng đất. Em sợ, em sợ lắm cậu à? Chắc cả ngày hôm nay Mình gặp toàn những chuyện không vui Nên nó ám ảnh đấy Đừng lo, không kẻ nào làm hại mợ đâu Có tôi ở đây với mợ Nói xong cậu ôm chặt lấy mợ Cảm nhận vai của mợ đang còn run lên Cùng lúc ấy trong một căn phòng nằm tách biệt Với dãy nhà ngang phủ tránh tổng Vẫn còn sáng đèn Ngọn đèn hột vịt le lói đủ soi rõ khuôn mặt Của một người đàn ông Dưới ánh sáng lập lòe Mặt ông ta hắt lên trông vô cùng quỷ dị. Ông ta thổi phù một cái, ngọn đèn tắt lịm. Lúc này người đàn ông ấy mới nhẹ nhàng đặt lưng xuống phản, thở phào một cái. Là sau chỉ còn nghe tiếng ngáy đều đều phát ra. Sáng ngày hôm sau, bà hai theo thói quen lại ra vườn ngắm hoa. Bà rất thích ngắm hoa vào buổi sáng khi những giọt sương long lanh đang đọng trên lá cành. Nhìn bụi tầm xuân đầy hoa rực rỡ, bà ta bất giác mỉm cười. Tìm đến mấy bụi hoa thược sược, bà ta cúi xuống và nâng niu chúng. Đôi mắt bà ta dừng lại trước đám đồng tiền. Hoa hôm nay nhiều quá, đưa đôi tay trắng ngần ngọc ngà lên vuốt ve. <laughs> Chỉ có chúng mày là sướng nhất, cứ việc lớn lên trổ hoa và làm đẹp cho đời, chẳng cần phải bận tâm toan tính điều gì. Ai, ước gì bà được như chúng mày. Ôm bó hoa trong tay Bà ta nhẹ nhàng đi vào Vậy mà vẫn bị sương sớm làm ướt váy Tiếng ai đó phát ra Làm cho bà ta giật mình Bà hai Sao bà không để mấy con hầu nó cắt hoa cho Ra đây làm gì cho bẩn hết quần áo Thì ra là lão thực quản gia Nhìn lão một lượt từ đầu đến chân Bà đáp ngay Đây là thói quen của tôi Xưa giờ vẫn vậy Ông quản gia dậy lâu chưa Sao tôi thấy phòng ông đóng cửa nhỉ? Tôi cứ tưởng ông đang ngủ chứ. Tôi nào dám. <laughs> bà đêm qua ngủ ngon không ạ? À? Vẫn như mọi lần. Nói xong bà ta bước nhanh vào trong nhà, ra đến sân lại nhìn thấy cậu năm đứng đó, bà ta hỏi ngay. Đêm qua con mận có ngủ được không con? Dạ u hay ạ, cảm ơn u, cô ấy ngủ được ạ. À? <laughs> Thế là tốt, làm u cứ lo. Vừa cắm hoa xong bà hai đi ra Nhưng bước chân bà ta chật khựng lại Khi nhìn thấy một người Tại sao lại là ông ta chứ Chào chị hai Chắc chị ngạc nhiên lắm nhỉ Chẳng giấu gì chị Hôm nay tôi đưa vợ con về đây Để anh em sum họp Vì chẳng đâu bằng nhà mình chị ạ à? Anh cả tôi đâu <laughs> Chú xâm về đi à Cứ tưởng chú bỏ đất này mà đi luôn chứ Thê thim ấy và thằng hám đâu Chúng nó đang ở bên nhà Thôi, tôi vào thăm ông anh tôi một tí. Bà hai liếc xéo ông ta một cái, rồi sau đó bỏ ngay về phòng. Đây là ông Sâm, em ruột của ông Tránh. Vốn thấy u đẻ nhiều nhưng không nuôi được, thành ra chỉ còn lại có hai anh em. Ông Tránh làm nên cơ nghiệp và giỏi giang bao nhiêu thì ông Sâm lại ngược lại bấy nhiêu. Hàng ngày ông ta chỉ quen hàng quán, rượu chè rồi tổ tôm sóc đĩa, cờ bạc suốt đi mà. Ông Tránh đã từng phải trả nợ cho ông em nhiều lần lắm rồi. Nhiều lúc ấy, là gian đe cấm cửa đấy. Nhưng anh em khúc ruột trên khúc ruột dưới chẳng bao giờ bỏ được nhau. Cách đây gần 2 năm, tự dưng ông Sâm dẫn vợ con đi biệt, nghe đầu lên mạng ngược làm ăn. Căn nhà sát với dinh cơ của ông Tránh, khóa cửa đề đấy. Bây giờ tự dưng dẫn cả bầu đoàn, thê tử về thế này. Chắc là không làm ăn được cơm cháo gì rồi đây. Ông Tránh đang trần trình lại quần áo để gia đình với các quan thì thấy ông Sâm lù lù xuất hiện. Vừa ngạc nhiên lại vừa ngắn ngầm, ông Tránh nói luôn. Chú đã về đi à? Mới sáng ngày ra đến đây làm gì sớm thế? Em đói quá. Bác cho em giật tạm một ít. <laughs> lại ngựa quen đường cũ chứ gì. Chú mà không bỏ được cái tật bài bạc, sóc đĩa với cả rượu trẻ be bé bét thì có ngày bán sới chứ trả đùa đâu. Tôi không có tiền, muốn vay muốn xin cái gì. Chú cứ đi tìm chị cả chú mà hỏi. Ông Sâm thấy như vậy thì không khách khí gì với anh trai mình nữa. Này ông Tránh, tôi đã ngọt nhạt như vậy rồi mà ông không thương sao? Ông định dồn tôi tới bước đường cùng có phải không? Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thế mà tôi vừa mới mở mồm ra, ông liền chặn họng ngay. Ông đừng tưởng tôi mù tôi điếc, mà muốn làm cái gì thì làm. Ông được như ngày hôm nay Là nhớ đến hồng phúc tổ tiên Và gia sản thầy U để lại Ông làm ăn được Thì ông phải chia cho tôi một ít chứ Ông định nuốt không đi à Cút mau ra ngoài Cút Bây giờ tôi không phải là cái mỏ để cho chú đào Làm lấy mà ăn Đừng có báo hại tôi Mệt hết cả người Nhìn theo bóng của ông tránh đi ra ngoài Mà lão sâm điên lắm Không ngờ thằng anh trai của mình Lần này lại rắn đến như vậy Bây giờ bảo lão phải lệ lục xin tiền bà cả Thì khác nào nói lão Tự đưa tay vào, vào, miệng của mình chứ Lầm lũi bước ra cổng Miệng lão lầm bầm Những câu không đầu không cuối Đang bực bội sẵn Thì lão lại đâm sầm phải một người Tức mình lão chửi luôn Tiền sư cha nhà mày Có mắt hay là bị mù thế hả à? Lão chửi như vậy mà kẻ kia vẫn im thiên thít Lão lấy làm lạ Lão ngẩng đầu lên rụi mắt thì té ra là Vũ Hồng Lại là cái con mụ sở người này Sao hôm nay lão xui thế không biết Tiền thì không xin được Lại gặp ngay cái con mụ sở hơi Thế là bao nhiêu bực bội trong người Tức thì được lão xả hết Vào bà Nhà này thừa của Nên mới nuôi cái loại vừa mù vừa câm như mụ đấy Từ sau nhìn thấy ta thì nhớ tránh ra Nghe chưa Hãm thế không biết Vũ Hồng chỉ biết u ớ trong cổ họng rồi đi nhanh về căn nhà ngang còn lão xâm thì cũng thình thịch Nên gót về nhà Bà bưởi thấy chồng về thì hỏi ngay Sao rồi? Ông có vay mượn được bên đấy ít nào không? Vay cái gì mà vay Mượn cái gì mà mượn Có trả được đếch đâu mà hỏi lắm Đang tức đây à, Thế lại muối mặt đi xin à Tôi thấy chỉ có ông là một Nhục nhã vô cùng Mụ có cầm cái mồm đi không Rồi tới đây lại đói xã họng dài Đến cám chả có mà hốc Ngồi đấy mà sĩ với trả diện Giả như ông tu trí làm ăn Đừng có bán trâu bán ruộng Thì giờ cái nhà này Không cần phải đi tha phương cầu thực mấy năm trời Bây giờ thì trắng mắt ra chưa Tôi mặc kệ đây Ông muốn làm cái gì thì làm Ngày mai tôi sang nhà ông tránh xin đi làm thuê Chắc là bên đấy Cũng chẳng khắt khe với mình đâu Tôi cấm, tôi cấm bà Đường đường là vợ của lão sâm Mà lại phải đi làm thuê cho lão tránh à Bà ăn cái gì vào mồm mà ngu thế? Ở nhà không được đi đâu hết. Nói rồi lão vớ ngay cây chai rượu nút lá chuối đang để trong góc nhà, ngửa cổ lên uống ừng ực. Bà bưởi tức mình chu chéo. Lại rượu, suốt ngày chỉ làm bạn với con ma men là giỏi thôi. Sao ngày xưa tôi lại đâm đầu vào tôi lấy ông thế không biết? Đúng là khổ thân cái tân tôi. Có rượu vào, lão càng nóng máu. Nghe mụ vợ càm giảm, lão điên tiết cầm cái chai lên, cứ dứ dứ vào mặt của mụ vợ. Mày có im cái mồm đi không? Nói thêm câu nữa, ông táng cho một phát. Bày mẹ nó ra vườn bây giờ. Mà mày thích đi đâu thì cút mẹ mày đi, ông không giữ. Còn ông ra ngoài, thiếu gì gái nó theo. Qua một lúc được cả chục con. Cái ngữ gái già như mày, còn gì nữa mà làm cao. Quạ mà cứ nghĩ mình là công là phượng, báu lắm đấy. Tiền sử cha chúng mày. mồm lão sầm to lắm, tiếng lão chửi vợ cứ như hát hay vậy. Vừa chửi, lão vừa đá thúng đụng nia Chỉ một loáng lại nghe tiếng bát vỡ loàng xoàng Lão ấy lại đập bát đấy Đàn ông như lão đúng là loại ăn hại Còn bên này ông thực quản gia Vẫn đang quát đám gia nhân làm việc Thì thoảng ông lại chép miệng một cái Cám cảnh nhìn sang bên nhà lão sâm Không nói không rằng Dạo này mợ năm toàn gặp ác mộng thôi Không phải là người yếu bóng vía Nhưng mà sự việc cứ lặp đi lặp lại Khiến cho mận hoang mang bạn nói với chồng em có bầu cũng được bốn tháng rồi sức khỏe bây giờ ổn hơn dạo trước nhưng mà mấy bữa nay cứ hễ nằm xuống là em lại gặp ác mộng em sợ lắm cậu ạ à. có khi nào nhà mình có ma không thế mợ mơ thấy cái gì thấy chị thoa về báo mộng hay sao đấy cậu nhắc mới nhớ mợ hay gặp ác mộng nhưng lại không hề nhìn thấy mợ thoa về trong những giấc mơ ấy, mỡ luôn nhìn thấy một bóng đen được chùm kín mặt. Người này hành tung vô cùng bí ẩn và đặc biệt điều làm cho mỡ lo sợ đó là hình ảnh của một căn hầm. Liệu người đàn ông kia có liên quan gì đến cái chết của mỡ thoa hay không? Có khi nào đây chính là điểm báo, không hay lại xảy ra với mỡ? Em không nằm mơ thấy mỡ thoa, mà em nằm mơ thấy một người đàn ông lạ mặt dưới một căn hầm bí mật có lần ông ta còn lôi cả em xuống đấy Em sợ quá Em mới kêu ẩm lên Và được cậu đánh thức đấy Đúng là lạ thật Tại sao lại lạ lùng như vậy chứ Ở trong phủ từ bé Chưa bao giờ cậu Nam gặp ma cả Cũng không hề thấy ai nói gì về chuyện kỳ quái này Trừ mấy con hầu Hay đồn đại vứ va vứ vẩn Chuyện này nhất định cậu phải điều tra kỹ mới được Thấy cậu im lặng không nói gì Bận liền đề đạt ngay Cậu này, hay hay cậu xin thầy U cho em về nhà đẻ cho ít ngày nhé. Em sợ ở đây bị ám ảnh rồi lại bị mất ngủ. Mấy hôm nay em có ngủ được đâu. Mở về bên đấy thì đêm tôi ngủ với ai? Không sợ con nào nó ve vãn tôi à? Cậu mà vững như bàn thạch thì bố con nào dám tòm tem cậu. Đi mà cậu, xin cho em về nhà ngoại mấy hôm. Hay là ban ngày cậu cứ đi làm rồi tối sang đấy ngủ cùng em Vậy là nhất cử lưỡng tiện rồi còn gì? Trước đây chắc là cậu Năm sẽ từ chối ngay Nhưng giờ con vợ của cậu nó đang mang thai Là con của cậu đấy Vậy nên cậu sẽ xin cho vợ về nhà ngoại chơi mấy ngày Cho thư thái tinh thần Biết đâu về bên đấy Mở lại khỏe ra Và không còn gặp ác mộng nữa Nghĩ là làm sáng hôm ấy Cậu Năm lên phòng ông Tránh sớm lắm Nghe cậu trình bày Ông Tránh cho là phải Nên đồng ý ngay Vậy là cậu lại đi xuống phòng U Mới đầu nghe cậu nói như vậy U mới dãy này lên Không được không được Con phải để con mận ở nhà chứ sang bên đấy điều kiện không tốt Lại thiếu thốn chăm bể U là U không yên tâm Nếu nó sợ ác mộng Thì lát nữa U sai người ra bờ sông Chặt mấy cành dâu Để lên đầu giường cho nó Thế thì bố bảo ma quỷ nào Cũng chẳng dám đến gần nó đâu Thôi mà U Thầy con đồng ý rồi mà con hứa với Mận rồi. Giờ mà không cho cô ấy đi. Khéo cô ấy lăn đùng ra ốm ấy. Mận mà ốm ấy, thì đứa bé trong bụng cô ấy cũng bị ảnh hưởng. Thế chẳng nhẽ U không thương cháu mình sao? Bị cậu 5 năm năn nỉ thuyết phục Cuối cùng bà ba cũng phải đồng ý Tức thì cậu chạy ngay về phòng báo tin cho vợ Mợ nằm nghe xong mừng lắm Đi sắp xếp quần áo luôn Còn toàn lăng xăng lên tiếng Cậu ơi cậu hay là cậu cho em đi theo mợ sang nhà ngoại được không? Em muốn thay cậu chăm sóc cho mợ. Mày đó đi theo sao? Vâng ạ, à, cho em đi theo với. Ở đấy mợ cần cái gì? Em chạy đi ngay, như vậy tiện hơn mà cậu. Ừ, thôi được rồi. Vậy mày sắp xếp quần áo đi, rồi theo mợ sang đấy. Nhớ là phải chăm sóc mợ, thật là chu đáo đấy. Mợ mà xảy ra chuyện gì, thì mày chết với cậu. Thấy mận về cả nhà, ai cũng vui mừng nhất là cây hòa nó cứ tiêu tít bên chị suốt cậu năm còn chu đáo đưa tiền cho mẹ vợ u ạ à, con gửi vợ con sang đây ít ngày nhờ thầy u chăm sóc cô ấy giúp con u cầm lấy ít tiền này mua thêm đồ ăn tầm bồ cho mận còn đây là con toan nó là người đỡ đần mận cần cái gì u cứ bảo với nó bà bình thấy con rể chu đáo như vậy bà ngại ngùng vô cùng À thôi <laughs> không cần không cần phải để cái toan ở đây đâu Ở nhà bên đấy lắm việc Con cứ đưa nó về Ở nhà có U với con Hòa Không cần phải ngại đâu Nhưng mà đời nào cậu Nam chịu chứ Bởi vì với cậu bây giờ không ai quan trọng bằng vợ Mợ lại đang mang thai con của cậu Nên cậu năn nỉ một hồi Phân tích này nọ Thì thầy U vợ cũng phải đồng ý Cho cậu để con Toan ở đây Con bé này mới hầu mợ Mà được việc lắm Vừa tâm lý lại nhanh trí Bình thường khi chưa lên hầu mợ, nó toàn làm vườn và chăm sóc gia súc gia cầm trong nhà, nên mợ không hiểu tính mấy. Nhưng mà công nhận, cậu có con mắt nhìn người tinh thật, mới tiếp xúc mà mợ thấy quý nó ghê. Còn Toàn là đứa chu đáo và tham việc. Nó biết cậu đưa sang đây hầu mợ, nhưng thực ra chả có việc gì mấy, thành ra nó buồn tay buồn chân. Buồn lại ra nhặt cỏ, rồi lại cuốc đất, trồng rau cho bà Bình, mặc cho ông bà và mợ gàn thế nào nó cũng không nghe nãy nó còn đào được một rủ khoai tây liền khoe với mợ mợ năm ơi mợ thích ăn khoai tây nướng không lát em nướng cho mợ ăn thử loại này mà chấm với mật thì ngon tuyệt cú mèo ạ à? mày cũng biết làm món này sao toan ngon lắm mợ trước thi thoảng ra đồng sữa khoai bọn em vẫn hay bảo nhau cành bè bới trộm khoai tây đem nướng cơ mà làm gì có mật mà chấm chỉ ăn không thôi mà ngon lắm mợ ăn được mấy củ khoai thì mồm đứa nào đưa đấy đen nhèm buồn cười lắm mợ ạ à? hai chủ tớ lại cười vang với nhau chợt con toan nói mợ ơi mợ cứ ở như thế này thích nhở em y y hay mợ xin ông bà cho ở đây luôn đi khi nào đẻ xong thì mình bế con về ở đây vừa thoải mái lại an toàn không sợ kẻ khác hãm hại thú thực với mợ may là em xấu Rứt môi lồi rốn Nên chẳng ai thèm nhòm ngó Chứ mà em xinh xắn như mợ Khéo lại lo lơm nớp Nhà ông tránh đúng là sợ lắm mợ ơi Nhìn ai cũng tươi cười vậy thôi Nhưng mà trong bụng ấy à Thì sợ lắm Toàn là ngậm bồ dao găm Mận thấy nó chút bầu tâm sự Thì lúc này cô cũng vui vẻ Lên tiếng Toan này Toan ở nhà ông tránh được mấy năm rồi Dạ em ở nhà ông được chục năm rồi đấy mợ Từ ngày em mới 7 tuổi thôi U em đã đưa em vào nhà ông tránh làm công Còn U em tên là Toàn Thế U của Toàn bây giờ ở đâu? U em mất được 6-7 năm rồi U em bị sốt xuất huyết Vậy nên ông tránh và bà ba thương tình Mới giữ em lại Mà bà ba công nhận tốt lắm mợ Nếu không có bà nói đỡ Chắc là em bị đuổi đi Từ dạo U em mất rồi Thế thầy của Toàn đâu? Nhà Toàn có đông anh em không? Còn Toàn thấy mợ nói như vậy, tự nhiên mắt nó rơm rớm. Em làm gì có thầy? u em đẻ em ra, nhưng người ta không nhận. Vậy nên, bọn con trai con gái trong làng bảo em là đứa không thầy không u. Em buồn lắm mợ à. Thôi, đừng buồn. Cố gắng sống tốt, sau này có người thương lấy về làm vợ. Người đấy sẽ bù đắp cho em. Còn Toàn chợt đam chiêu nghĩ ngợi, một lúc lâu sau, nó mới gọi, Mợ ơi mợ, mợ có tin trên đời này có ma không? Mợ đã nhìn thấy ma đâu mà tin, nhưng em thấy rồi đấy mợ, nhưng đấy không phải là ma, mà là u em hiện về. Đang nói chuyện tự nhiên nhắc tới u, làm cho con bé bật khóc, nó lại nói tiếp, nghẹn ngào lắm. Đêm U em hay hiện về trong giấc mơ lắm U nói với em U bị chết oan Em không biết U có nói thật không Bởi vì ngày U mất Mọi người bảo U bị sốt xuất, xuất xuất huyết Nên... nên mới... Thấy sự việc có vẻ uẩn khúc Bận lúc này mới gặng hỏi Toàn này Em thử kể cho mợ xem U em chết như thế nào U em bị sốt xuất, xuất huyết Nên bị nhốt riêng một phòng Em cũng không được ở gần nên tối em phải ngủ với vú hồng đêm đó chẳng biết u ra ngoài làm gì mà sẩy chân ngã xuống ao đến sáng ra mọi người thấy nổi lên thì mới biết lúc đấy u em không còn sống không thể nào cứu được mợ ạ à? nói đến đây còn toàn khóc tu tu không thể nào nói thêm được nữa không ngờ hoàn cảnh con bé lại đáng thương như vậy xem ra nó chỉ kém mận một tuổi thôi vậy mà mận chưa từng nghe ai kể chuyện này bao giờ Hóa ra bà ấy vì ngã xuống ao mà chết. Nhưng mà không phải. Vừa nãy Toàn nói, nó mơ thấy U nó về báo mộng, kêu bị chết oan cơ mà. Vậy thì tại sao bà Toàn lại chết? Kẻ nào đã giết bà ấy chứ? Nhất định mợ phải hỏi cậu chuyện này để xem cậu có biết hay không. Hai mợ cháu đang ngồi nói chuyện ngoài sân thì có tiếng bước chân chạy thình thịch từ ngoài vào. ngẩng đầu lên mận hốt hoàng khi nhìn thấy đó là Thảo người vợ lẽ của cậu cả bị trà về đầu tóc của thảo rũ rượi quần áo lấm lem thấy mận thảo cười lên khanh khách rồi chỉ vào người của toan chết oan đấy chết oan đấy không đi thì chết chết hết những lời của thảo nói làm cho mận thất kinh tự nhiên mận không hề sợ người con gái này nhìn quanh quất không thấy một ai mận đoán có thể thảo trốn được người nhà chạy ra ngoài thấy mận nhìn ra cổng Thảo cúi xuống thì thầm nhỏ. Chơi ú tìm đi, đừng có đuổi tôi đi, tôi muốn chơi ú tìm, ú oa. À. Vừa nói Thảo vừa ôm lấy người toan, khiến cho nó sợ quá hết toáng lên. Mận phải vội vàng gỡ tay của Thảo. Chị Thảo à, chị Thảo, chị Thảo nhìn em này, ngoan nào, ngồi đây chơi nhá. Chị có thích ăn khoai không? Em bảo cái toan nó nướng cho, ngon lắm, khoai tây chấm mật nhá, ăn nhá. Thảo lúc này ngước đôi mắt ngây ngô nhìn Mận, sau đó lặng lẽ gật đầu. Toàn chỉ chờ có vậy liền chạy ù vào trong bếp. Thực ra Toàn là người rất sợ người điên. Nhìn vào đôi mắt long sòng sọc của Thảo, Toàn chỉ sợ cô ta bất thình lình lao vào cắn xé mình, bởi vì người điên thực sự rất khỏe. Sau khi con Toàn đi rồi, Thảo liền ngồi bệt xuống và khóc tu tu. Mận phải sỗ dành mãi cô ta mới nín khóc, chỉ vào bụng của Mận cô ta cười bà hỏi ngay có em bé trong này à thích lắm thích em bé lắm ở đây thôi đừng có đi đâu đi đâu bị chúng nó giết đấy sợ lắm có ma đấy ở đây thôi nhá những câu nói không đầu không cuối ấy của thảo khiến cho mận liên tưởng đến câu chuyện của toan về bà toàn thì thấy hoàn toàn có cơ sở liệu có phải thảo đã nhìn thấy bóng ma của bà toàn mà phát điên hay còn chuyện gì kinh khủng khác. Biết Thảo đang thần trí điên loạn và thần kinh không được bình thường, nhưng mận vẫn nói chuyện với Thảo như một người bình thường. "Chị Thảo này, em ở đây chơi vài hôm, rồi có khi em lại về nhà ông tránh, chị nói ở đây có ma mà em chưa gặp ma bao giờ. Chị có nhớ gì không? Ai đã khiến chị thành ra thế này, chị nói cho em biết đi, em có thể giúp được chị đấy." chị nói đi em nghe này thảo lúc này ngước đôi mắt nhìn mận sau đó xua tay co người lại có ma đấy có ma thật đấy không nói được đâu nó giết nó cắt lưỡi đấy cắt lưỡi sao nó đe dọa chị như vậy sao ma mà biết nói sao kẻ đó là kẻ nào kẻ nào dọa nạt chị chị nói cho em biết đi không biết tôi không biết tôi không biết xin đừng giết tôi cho tôi về nhà à tôi đau đầu đau đầu quá nói rồi chị Thảo vừa bò đầu bứt tai vừa khóc lóc đúng lúc này Toan chạy ra mang khoai ra cho chị Thảo Mận cầm lấy một củ vừa thổi vừa bóc rồi chia ra trước mặt cho chị Thảo chị Thảo này chị bình tĩnh ăn khoai đi khoai chín rồi đấy chị chấm vào bát mật này này ngon lắm chị ăn đi Thảo lúc này không điên loạn nữa cầm củ khoai ăn ngon lành. Ăn xong lại tiếp tục cười lên. Thật là tội nghiệp, chị ấy cứ khóc cứ cười như một đứa trẻ. Mà công nhận chị Thảo đẹp thật đấy. Chị Thoi và chị Thoa cũng rất đẹp. Chỉ tiếc rằng ba người phụ nữ ấy đều có kết cục chẳng tốt đẹp gì. Hai người điên loạn, mãi mãi không tỉnh táo. Còn một người thì chết mất xác đến bây giờ, vẫn không biết cơ thể đang trôi giạt về đâu. Bất giác mận dùng mình. Cũng may cô không phải là vợ lẽ của cậu cả mà là vợ của cậu năm chưa nếu không chắc gì số phận của cô đã may mắn hơn họ đợi cho thảo ăn khoai xong mận cùng với toan đưa thảo về cô không muốn chị lang thang ngoài đường như vậy nhìn vào mắt của thảo mận thấy đầy nét bi thương hiện ra trong đó có khi nào chị ấy bị ma làm hay không chắc là không phải rồi bởi vì có lần mận nghe u nói nhà bà thàn cũng mời thầy cúng đến mấy lần Cơ mà không khỏi nên đành kệ vậy Khổ lắm Chẳng nhẽ thảo và thôi Cứ phải sống trong cảnh điên loạn như vậy Đến hết cả cuộc đời hay sao Nhìn căn nhà trống tuỳnh toàng của bà Thàn Mận cám cảnh vô cùng Bà Thàn thấy Mận đưa con gái mình về Thì chạy ra nắm chặt lấy tay Thảo Hốt hoảng Chết Chết thôi Tôi vừa mới ra ngoài hái nắm rau Thế mà con bé nó trốn đi được Tội lắm Tội lắm mợ ơi Chẳng nhẽ ngày nào Tôi cũng phải trói con tôi lại Nhìn tay chân của nó đi Chảy hết cả ra rồi Nhưng mà không trói lại Thì nó cứ đi tận đầu tận đâu Tôi không tìm được mợ à Mà mợ năm Mợ không sợ người điên sao Dạ không thưa bác Con thấy chị ấy rất đáng thương Thì hàng ngày chị ấy có lúc nào tỉnh táo không bác Chỉ những lúc đi ngủ là nom nó như người bình thường thôi. Còn ban ngày không cười thì nó lại khóc. Nhưng mà nó hiền lắm, chưa đánh ai bao giờ đâu mợ. Thảo lúc này cứ cười ngây ngô giống như một đứa trẻ. Mận lại tiếp tục hỏi bà Thàn. Bác ơi bác, ngày xưa nhà ông tránh, trả chị Thảo về, họ có nói gì không ạ? À? Ôi dào, họ nói nó tự nhiên phát điên, phá phách nhiều lắm thường tình họ mới cho về nếu không thì con gái tôi cũng chết khô chết héo ở đấy rồi sợ nó thành ra thế này thì coi như bỏ chứ biết làm sao đây mợ năm mà tôi khổ lắm Mượn liền lần vào trong người lấy ra một ít tiền dối vào trong tay của bà thàn bác cầm lấy chút tiền này mua thêm đồ ăn cho chị thảo con về đây ngày mai con lại sang chơi với chị ấy Mợ năm Mợ tốt quá Mợ không sợ con Thảo Nó làm tổn thương mợ sao Chị ấy hiền lắm bác ạ à. Con không sợ gì đâu Vậy con chào bác Con về Trên đường về Mận cứ thắc mắc mãi Mận để ý Thi thoảng trong ánh mắt của Thảo Đang còn một chút tinh anh Chứng tỏ chị ấy chưa hoàn toàn điên loạn Biết đâu một ngày nào đó Chị ấy sẽ tỉnh lại Từ lúc tiếp xúc với chị Thảo về Mận cứ ưu tư hẳn đi Thấy mợ trầm buồn Con toan lại cất tiếng Mợ năm mà Mợ định giúp mợ Thảo Chữa bệnh điên sao Em e là khó lắm Mợ đang có chữa Đừng có lại gần mợ ấy nhiều Chả may mợ ấy lên cơn thì Mợ tin là mợ Thảo Chắc chắn sẽ khỏi bệnh Chắc chắn phải có một cú sốc nào đó lớn lắm Mới khiến cho mợ ấy thành ra như vậy Nhất định ngày mai mợ lại đến Muốn giúp mợ ấy Thì phải biết được nguyên do muốn cởi được dây thì phải tìm được người thắt nút em ạ à. đêm hôm ấy cậu Năm nghe lời của vợ sang ngủ cùng với Mận nằm trong lòng chồng Mận lại nhớ tới chuyện của mợ Thảo cô liền cất tiếng hỏi cậu Năm cậu có tin là mợ Thảo bị ai đó làm cho sợ quá mà phát điên không sao tự dưng mợ lại hỏi đến chuyện này tại vì em cứ thấy trong chuyện này có cái gì đấy không được bình thường Tại sao nhà mình không điều tra thử xem, tại sao cả mợ Thảo và mợ thôi, về làm dâu chỉ được vài thời gian lại phát điên chứ? Mà còn nữa, chuyện đã hết đâu. Đúng rồi, mợ Thoa tại sao phải bò ra sông mà tự vẫn vào lúc nửa đêm chứ? Cậu năm, cậu không thấy lạ sao? Cậu năm lúc này thở hắt ra một hơi. Hai, tôi cũng điều tra chuyện này rồi, tuy nhiên mọi chuyện đều đi vào ngõ cụt. Bởi vì không tìm thấy điều gì khả nghi Thế cậu có biết vì sao bà Toàn Mẹ của cái toan, Lại bị ngã xuống ao và chết không Sao mở lại biết mấy chuyện này Rõ ràng cậu biết Có một số người bình thường Không thể nào ra ngoài vào ban đêm Trong khi bà ấy Lại đang bị sốt xuất huyết Điều này hoàn toàn là bất thường mà cậu Nhất định là có kẻ đang âm thầm đứng trong bóng tối Để làm chuyện này Mình phải ngấm ngầm điều tra thôi cậu Nếu không Em e mọi chuyện Không chỉ dừng lại ở đây đâu Thôi được rồi được rồi Chuyện này mợ cứ để tôi lo Việc của mợ bây giờ nhá Ăn uống này nghỉ ngơi cho tốt Để còn sinh con trai cho tôi Nào bây giờ nhắm mắt vào Đi ngủ thôi Đêm hôm ấy một lần nữa Mận lại bị cuốn vào một giấc mơ kỳ quái Mợ thấy mình bị kẻ mặc đồ đen kín mít Lôi xuống một căn hầm Từ đầu đến cuối kẻ ấy không hề nói một câu chỉ có điều đôi mắt của hắn ánh lên những tia độc ác nhìn vào đôi mắt ấy mợ lại liên tưởng đến một người đúng vậy nếu không nhầm thì chính là người ấy nhưng mà tại sao lại là ông ta chứ thực sự là mợ không tin sáng hôm sau sau khi ăn uống xong xuôi mợ lại rủ con toan đến nhà mợ thảo bà thản thấy mận đến thì mừng ra mặt Hôm nay bà không bắt chói Thảo nữa mà thay quần áo tươm tất cho cô ấy. Tuy mặc bộ quần áo vá chẳng vá đụp nhưng phải thừa nhận là chị Thảo rất đẹp. Đẹp lắm. Đôi mắt to tròn với hàng mi dập bóng, khuôn mặt trái xoan cộng với chiếc cổ cao ba ngấn. Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng chắc cuộc đời của chị không đến nỗi đau buồn. ấy vậy mà chị lại khổ lắm. Lẽ nào số phận đã an bài và phàm những người đàn bà đẹp trong cái làng này đều không được hạnh phúc nhìn vào toan bà thàn có vẻ ngại nhưng mận liền đánh tan sự nghi ngại của bà mợ nói luôn bác đừng ngại toan là người tốt không phải là người xấu đâu toan cũng gật đầu để cho bà yên tâm lúc này thì bà mới ngập ngừng lên tiếng mợ ngồi đây chơi với con thảo một chút tôi chạy ra đồng một tí có mợ ở đây nó mới không dám chạy lung tung Vâng, bác cứ ra đồng đi, để chị Thảo ở đây, con trông coi cho. Thảo cứ ngồi thu lưu một góc, không nói năng gì, đôi mắt thi thoảng lại nhìn mận như muốn nói điều gì đó, xong lại cục ngay xuống. Dường như nhận ra sự thay đổi này, bận ghé vào tay Toan nói nhỏ. Toan này, ra ngoài canh cửa cho mợ, nếu có ai đến gần thì nhớ đánh tiếng thật to nhé. Vâng, mợ cứ yên tâm, để em ra ngoài cổng em coi cho. Toàn cũng khôn lắm, nó giả vờ lúi húi nhặt cỏ trong vườn, nhưng đôi mắt chốc chốc lại ngừng lên nhìn ra ngoài cổng. Bận bây giờ mới nắm chặt tay chị Thảo. Chị Thảo này, có em ở đây chị đừng có sợ. Chị có điều gì muốn nói với em có phải không? Em đang nghe đây. Không, không không, tôi sợ lắm. Nói ra họ giết đấy, họ ác lắm. Ai? Ai ác hả chị? Ai dọa nạt chị? Chị cứ nói cho em biết. Chị phải nói thì em mới giúp được chị Chừng chị kẻ xấu chứ Nói đi Em tin Nếu như chị nói ra em sẽ giúp Chị nói thật đi Em hỏi thật nhé Có phải là chị Đang giả vờ điên không Thảo thấy Mận nói như vậy Thì lại cười lên Điên dại một lúc Rồi đưa tay bịt chặt lấy đầu của mình À đau quá đừng giết tôi Tôi sợ lắm Tránh xa tôi ra đôi mắt của thảo long lên sòng sọc chứng tỏ cơn điên lại bắt đầu bùng phát. Mận phải ôm chặt lấy chị thảo để cho thảo bớt sợ. Thấy người thảo cứ run lên từng chập, mãi một lúc lâu sau thảo mới đẩy mận ra. Lão thầy cúng, lão thầy cúng, lão ta không phải là người tốt. Bà ta, bà ta dọa. Nếu nói ra bà ta cắt lưỡi, cắt lưỡi đấy. Lão thầy cúng là ai? Còn người đàn bà chị nhắc đến là ai? bà ấy là người như thế nào chị thảo chị cố gắng nhớ lại đi em đang nghe đây chị bình tĩnh chị nhớ lại đi chị căn hầm hãy tránh xa nó tránh xa căn hầm ra từng người từng người trong nhà phải chết vì căn hầm ấy lão ơi ác lắm cả bà ta nữa đi đi cô đi đi nếu không là cô chết đấy mợ thoa vú hồng tất cả đều phải chết thế rồi từ lúc ấy trở đi, cho dù mẫn cô hỏi thế nào đi nữa, thì chị Thảo vẫn một mực la hết và không nói thêm câu gì. Thảo cứ ngồi co cắp bó gối, chốc chốc lại run lên từng chập, như thể lo sợ thế lực kia sẽ bất thình lình xuất hiện và lao vào giết cô. Một điều trùng hợp là trong những câu nói lộn xộn ấy, Thảo có nhắc đến một căn hầm và lão thầy cúng. Nếu vậy thì chỉ có một giả thiết. Nếu như cái chết của mợ thôi và kẻ đã móc mắt đổ thuốc vào miệng của Vũ Hồng nhất định có liên quan đến người này. Vậy lão ta là ai mà lại gây ra hàng loạt vụ việc kỳ quái trong gia trang nhà tránh tổng như vậy chứ? Lão là người hay là ma? Liệu lão ta và kẻ mà mận gặp trong giấc mơ có phải là một hay không? Thực sự, thực sự là mận không thể nào dừng lại việc này được nữa. Cô phải điều tra, chắc chắn phải điều tra rõ ràng. Trên đường từ nhà chị Thảo về, Toàn gặng hỏi Mận mấy lần, nhưng Mận chỉ im lặng không nói chi. Mận đang mải đuổi theo ý nghĩ về những điều bất thường mà Thảo đề cập đến. Chắc chắn đêm nay, Mận phải nói chuyện này với cậu để cậu tìm cách giải quyết. Không thể nào để cho một người vô tội nào đó phải chết oan nữa. Đến tối khi cậu về, Bà Mận kể lại tất cả mọi chuyện. Cậu nghe xong mà run bắn cả người. Không phải là cậu sợ thế lực bóng tối kia, mà vì cậu sợ lòng người quá nham hiểm. Thế ra chúng nó núp trong nhà cậu bao nhiêu năm nay, làm nên bao nhiêu chuyện động trời và làm cho không ít người phải sống giờ chết giờ, thậm chí là mất mạng. Vậy mà cậu lại không hề biết sao. Tiếng của Mận lại vang lên. Cậu này, em nghĩ chị Thảo và mợ thôi có khi chưa chắc đã điên thật đâu. Mợ thôi thì em chưa tiếp xúc, nhưng nói chuyện với chị Thảo, em thấy giống như chị ấy đang giả điên ấy. Có lẽ chị ấy phải làm cách này để thoát khỏi cái chết và được thoát ra khỏi nhà mình. Cậu Nam nghe xong gật gù đồng tình với vợ. Tôi cũng nghĩ như mợ, tôi chắc chắn phải điều tra rõ ràng chuyện này, song mọi thứ phải hết sức thận trọng, kẻ xấu đang ở trong bóng tối còn chúng ta ở ngoài sáng nhất cử nhất động ở bên ngoài chúng đều nắm rõ còn chúng làm gì ta lại hoàn toàn không biết mợ hiểu ý ta chứ ừ em hiểu cậu phải tìm được một người thật tin tưởng cùng mình điều tra hay là cậu cho em theo cùng đi em sẽ giúp cậu một tay được chứ mợ bị điên đi à bầu bì thế này mà đi đòi điều tra cái gì khác nào tự mình dấn thân vào nguy hiểm chứ mọi việc cứ để tôi khi nào có gì mới tôi nói với mợ nhé. Bạn lúc này trần trừ một lát rồi mới lên tiếng. Thú thực với cậu, ở đây em rất yên tâm. Nhưng có còn toàn với thầy U ở bên cạnh em rồi. Hay là cậu... <laughs> Ngày mai cậu cứ về bên nhà, nhá. Chỉ có ở đấy cậu mới điều tra được những việc khuất tất. Nên nhớ chúng chỉ hành động vào ban đêm. Mà nói ra mới nhớ, trong giấc mơ của em luôn hiện hiện một căn hầm mà chị thảo cũng có nói đến một căn hầm có khi nào trong gia trang nhà mình đang tồn tại thứ gì đó không cậu như vậy thì nguy hiểm quá căn hầm đó nằm ở đâu chứ chắc chắn là như vậy rồi chỉ có điều để tìm ra được vị trí căn hầm là điều cực kỳ khó khăn nhưng mà tôi tin sớm muộn gì tôi cũng tìm ra nó mợ cứ yên tâm nhé nhưng mà phải khẩn trương cậu ạ à. Em sợ nếu như mình chậm chân Kẻ xấu Lại tiếp tục ra tay đấy Thôi được rồi được rồi Ngày mai tôi về nhà Ở đây có việc gì Thì mợ cứ sai con toan Đến xưởng mộc tìm tôi nhá. Ừ, Em biết rồi Em ổn mà Cậu cứ yên tâm Tại nhà tránh tổng Bà cả đang hối bọn con sen dọn cơm Khi mọi người ngồi cà vào bàn Bà mới bắt đầu réo dắt. Ừm, con năm xem là ở bên đấy luôn đấy, sao mà cả tuần nay rồi lại không thấy nó về chứ?" Nói xong bà lại hướng ánh mắt nhìn vào cậu Năm. Ông tránh thì không tỏ ra thái độ gì, bà ba và bà hai đang ăn thì dừng ngay. Vợ chồng mợ cả cũng chống đũa chờ đợi, có vẻ như việc mợ Năm vắng mặt khiến cho ai nấy cũng đều quan tâm, nhưng là quan tâm theo ý tốt hay là ý xấu thì còn chưa biết rõ. Dạ nhân đây, con xin thưa với thầy và các u là con muốn xin thầy u cho vợ con ở bên đấy dưỡng thai cho đến khi sinh xong thì về dạo gần đây mận không được khỏe nên con nghĩ để nhà con ở bên đấy cho thầy u vợ con chăm sóc cho tiện ạ à? bà cả nghe xong hừ lạnh một hơi à thế con nghĩ nhà ta không đủ điều kiện cho vợ con dưỡng thai sao để nó bên đấy nhỡ xảy ra chuyện gì liệu có xoay sở kịp không Nhà bên đấy đâu có khá giả gì Bây giờ lại nuôi thêm hai người nữa Tiền đâu ra Rồi ạ Cậu Năm này Con nhanh chóng Đưa mợ Năm về đây đi Đấy cuối cùng Điều mà bà ta muốn nói ra chính là tiền đấy Ai mà chả biết Bà cả sợ cậu Năm lấy tiền nhờ ông tránh Đem cho nhà vợ Và việc đưa vợ sang đấy chỉ là cái cớ thôi Cứ nghĩ đến việc Mận giấu quá nhiều tiền bạc đem cho nhà đẻ Thì bà ta lại tức điên Bà cả cũng muốn man chuyện này ra Để ép ông tránh lôi cổ mận về Còn dâu Chứ có phải là bà tướng đâu Mà thích đi đâu thì đi Thích về lúc nào thì về Nhà bà là gia đình danh gia vọng tộc Có phép tắc trên dưới Chứ đâu phải là phường cua ốc nghèo hèn Mà đứa nào muốn cưỡi lên đầu lên cổ Cũng cưỡi được chứ Bà cứ im đi Xem thằng Nam Tâm nó nói cái gì chưa gì đã sồn sồn lên như đỉa phải vôi. Bữa trước tôi dặn thằng Năm đưa thêm tiền nhờ ông bà thông ra bên đấy chăm sóc ăn uống cho con mận rồi. Nhà ta tuy có điều kiện nhưng nó đang mang thai con quý. Đứa trẻ này ai ai cũng mong muốn. Vì vậy để ở nhà đẻ xem ra lại thoải mái hơn bên này. Thôi thì cứ kệ để cho hai vợ chồng nó quyết định mình nghe theo thôi. Ừ hai cái ông này buồn cười nhờ ông nói như vậy mà nghe được sao? ngộ nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì thì mình trở tay không kịp hay đây là ý của em ba bà ba biết đã đến lúc bà cả Chia mũi dùi vào mình nên bà ba bèn nói ngay <laughs> em biết là chị cả có ý tốt nhưng lời thầy nói đâu có sai em tin thằng năm nó có cách để chăm lo cho vợ con nó chu đáo khi nào sinh ấy thì đón hai mẹ con nó về đây cũng được chị ạ à. chị không cần phải lo Bà cả nghe sau, tức nổ đom đóm mắt, không ngờ bà ba lại dám ngang nhiên chống đối lại mình, cứ nghĩ bà hai lần này đứng dậy bênh bà ba, nhưng mà không ngờ khi bà hai cất tiếng nói, thì mọi ánh mắt đều ngạc nhiên nhìn hết vào bà ấy. Em lại nghĩ thế này, chị cả nói có lý đấy, bên nhà ông bà thông gia chắc chắn không bằng nhà chúng ta được. Hay là thằng Nam xem thế nào, đón vợ con về đi, cần thì cắt thêm một con hầu lo chuyện ăn uống riêng cho con năm như vậy cũng tốt hay nhờ từ bao giờ con năm lại trở thành bà hoàng trong cái nhà này thế ngày trước vợ thằng cả chửa có thấy đứa nào thèm quan tâm như thế này đâu đúng là bên trọng bên khinh bà cả chua chát buông lời khiến cho mợ cả như được đầy thuyền liền nói ngay dạ con thấy đúng đấy thầy u hai cũng nhận ra điều đấy còn thì chẳng sân si với em năm làm cái chi nhưng mà có cần phải làm quá lên như vậy không ạ? À? Ở nhà mình đầy đủ như thế này mà còn không yên tâm thì bên nhà đẻ làm sao chu toàn được. Vẫn cứ nên đưa em ấy về đây dưỡng thai. Đây là cách tốt nhất đi ạ. À? Nhưng mà tiếng của cậu Năm lại vang lên, đầy lạnh lùng. Mọi người không thấy vợ con, xém tí nữa là bị hại xảy thai à? Không được, tuyệt đối không được về. Vì vậy để an toàn cho đứa bé, con quyết định rồi để vợ con bên đấy ai không thích thì cũng phải chịu thôi bởi vì đấy là vợ và con của con bây giờ không bàn đến việc này nữa còn chị cả em nghĩ chị là người thấu hiểu chuyện tại sao chị còn ngăn cản chứ chính nhờ sự cương quyết của cậu năm mà vợ con của cậu được cứu thoát một mạng không những cứu được mợ năm thoát khỏi tai họa mà còn cứu được cả con của toan vì nó cũng là một mục tiêu kẻ xấu nhắm đến đêm đấy chỉ có mình cậu ngủ trong căn phòng trống trải cậu cảm thấy buồn vô cùng nếu không sớm tìm ra kẻ núp sau bóng tối gây ra biết bao tai ương chết chóc cho cái phủ này thì cậu mợ còn phải xa nhau dài dài đêm nay cậu thực sự nhớ mợ ngủ một mình thực sự rất khó khăn trong màn đêm tĩnh mịch có một bóng đen đang mò mẫm đi lại trong vườn khi cái bóng ấy chuẩn bị tiến vào chuồng gà thì phát hiện ra cảnh đó có hai bóng người một nam một nữ đang bàn bạc chuyện gì đó với nhau. Người này sợ quá liền núp ngay vào một bụi cây gần đó và nghe ngóng, đến thở còn chẳng dám thở mạnh. Tiếng người đàn ông vang lên. Có khi nào vợ chồng chúng nó đã phát hiện ra chuyện gì không nhỉ? Hay là chúng biết nên mới đưa nhau đi lánh nạn chứ? Tôi nghĩ chắc là do nó lo xa cơ mà càng nghĩ càng tức chẳng nhẽ mình tốn bao nhiêu công bày binh bố trận lại để cho con mồi nó vụt mất à lần này là hẳn hai con đấy nếu để cho nó sinh nở mẹ tròn con vuông chỉ e rằng bà đừng có lo nó có thể trốn được vài tháng một năm chưa làm gì trốn được cả đời thích ý thì cứ để cho nó đẻ đi sau đó ta tiễn cả nhà nó xuống âm phủ một lượt bà lo cái gì Người đàn ông kia nghe đến đây thì quá sợ hãi, vội vàng đưa tay lên bịt miệng, còn tay bên kia vẫn cầm theo cái bao bố. Vốn dĩ hắn định sang đây bắt trộm mấy con gà đem bán để lấy tiền, bởi vì mấy ngày hôm nay túng quá rồi. Không ngờ lại tóm được đôi anh à mèo chuột này, nhưng chỉ không ngờ kẻ mà hắn nhìn thấy lại là kẻ mà có đến chết hắn cũng không tin. Trong đầu của hắn liền vang lên một tiếng chửi thề. Mẹ cha cái lũ mèo mà gà đồng chúng mày. Để ông bắt được thì chúng mày đúng là tới số rồi. Một đứa thì luôn cao cao tại thượng lên mặt với đời. Một thằng thì lúc nào cũng mang cái vẻ đạo mạo chỉn chu. <laughs> đúng là, lần này để rồi xem, hai đứa chúng mày nói được gì. Tuy nhiên thật không may cho hắn. Trong lúc đang gión rén bước đi thì hắn bỗng dẫm phải một cành cây khô và tạo nên một tiếng kêu răng rắc làm cho hai kẻ kia không ai bảo ai đều hướng về phía có tiếng động ai đấy kẻ nào sợ hãi khi bị phát hiện tên kia chạy thục mạng từ một người chủ động cuối cùng hắn lại biến mình thành một kẻ chạy trốn khu vườn này rộng lắm để chạy được ra khỏi đây không hề dễ dàng tuy nhiên sự sợ hãi đã lấn át lý trí và sự thông minh của hắn thay vì cứ gào ầm lên cho người ta biết thì kiểu gì đôi gian phu dâm phụ kia cũng bị tóm gọn và hắn sẽ thoát nạn đằng này hắn chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy chợt hắn thấy đầu mình đau dữ rồi có một vật gì đó đập mạnh từ phía sau chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn lại nhận thêm một phát đập nữa người hắn lập tức đổ gục xuống ngay mép ao hơi thở thoi thóp bất tình trong bóng đêm người đàn ông nói với à đàn bà Thế là bị lộ rồi, không thể nào để cho kẻ này sống sót. Hất nó xuống ao đi. Nói xong cả hai người hợp sức đẩy mạnh người đàn ông xuống ao, chỉ một loáng thân thể ông ta liền bị nhấn chìm trong làn nước đen ngòm. Toàn bộ sự việc xảy ra rất nhanh, xung quanh vẫn im ắng như tờ. Trong phủ lúc này mọi người đang ngủ rất say, chẳng một ai mảy may hay biết sự việc động trời vừa mới xảy ra. Tuy nhiên có một người đã nhìn thấy cảnh này từ đầu đến cuối. Chỉ có điều người này không hề lộ diện, chỉ đứng im một góc và quan sát. Đợi cho hai kẻ kia di chuyển, mỗi người một hướng, người này mới ôm ngực run rẩy bước vào. Lúc này mới là đầu canh tư. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Sóng Gió Nhà Tránh Tổng. Một tác phẩm được viết với tác giả Việt Nga Cảm ơn tất cả quý vị Đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này Đúng là sau khi gửi đến Cho quý vị tập 9 của câu chuyện này Tâm An cảm thấy rất là rùng rợn Bởi vì mọi bí mật trong gia đình nhà ông Tránh Thực sự là rất khó Có thể tìm được ra Hai người ẩn nấp vào trong bóng đêm kia là ai Thực sự là khiến cho Tâm An vô cùng Vô cùng là tò mò và khó chịu Liệu rằng đó có phải Là ông Thục um, Quản gia hoặc là ông thầy bói hay không và người đàn bà đó là ai chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe những tập tiếp theo của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An vào buổi trưa ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào 8 giờ tối. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.